hello xin chào mọi người nha thì uh, uh, chào mừng mọi người đã quay lại channel của mình thì uh, mình thì uh, như các bạn cũng đã xem video của mình vì những cái video của mình lúc chơi, hồi trước mình quay thì mình cũng kênh của mình á chủ yếu là mình chỉ muốn giúp đỡ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đã ở mỹ như thế nào uh, nhờ mình cũng khá ngạc nhiên là các bạn uh, mình cứ nghĩ lúc đầu mình nghĩ là cái video của mình chắc là cũng khá nhàm chán thì thật sự là mình nội dung chỉ là chia sẻ cho nên là mình không phải là nó không có sôi động như những cái clip mà heavy video gì mang mang đậm tính giải trí hoặc là có những bạn làm video rất là cầu kỳ không còn mình thì chỉ có quay về mình boss lên thôi thì à, hôm nay mình sẽ làm cái video về à, hôm bữa có một bạn hỏi mình là mình chia sẻ về những cái việc mà mình đã đã làm ở mỹ thì à, hôm nay thì mình sẽ làm về cái chủ đề đó như à, thì mình hồi xưa á, khi mà mình mới qua mỹ thì mình cũng cũng là một du học sinh thôi mọi người thì thì mình là du học sau đó mình định cư thì với những bạn mà mới qua mỹ ha hoặc là định cư hoặc là du học sinh á thì công việc có thể kiếm được là những gì à phục vụ bạn à hơn xíu thì mình đi làm neo còn xuống một xíu nữa thì mình đi rửa chén thì mình thì mình từ lúc mà mình bây giờ mình sẽ không nói những vấn đề đó tại vì cái đó là cái chuyện mà nó bình thường đối với ai qua Mỹ cũng có thể kiếm được không mình sẽ nói về những mình sẽ nói về cái này riêng của mình ok thì mình có một cái câu này thì các bạn hiện tại đang là du học sinh ha hoặc là người người định cư chứ không quan tâm đâu nếu bạn là du học sinh ha ở Mỹ người ta chính phủ khi mà các bạn apply làm du học sinh thì người ta uh, chính phủ mỹ á, là không cho các bạn đi làm nhưng họ không có cấm các bạn kiếm tiền cho các bạn hai cái vấn đề ok hai cái vấn đề nó khác nhau nha một bên á là các bạn không được đi làm nhưng mà nó không có nghĩa là các bạn không được kiếm tiền nha tại vì đi làm là bạn đi làm cho người một người nào đó còn các bạn kiếm tiền là các bạn tự tự làm business của các bạn thôi hai cái đó khác nhau OK, thì cái công việc mà từ đầu tiên của mình là là mình làm điện thoại. À, cái này cũng hồi xưa khi mà mình hồi xưa mình có đi học làm sửa điện thoại nhưng mà không hiểu sao mình không thích học phần cứng mà mình học phần mềm. Mình thích làm phần mềm, mình tự mình mò mình phần mềm về iPhone. Thì sau này khi mà mình qua Mỹ, cái hình như là lúc đó là um, iPhone 6 mọi người, năm đó là năm ra iPhone 6 mình làm về điện thoại là cái điện thoại đầu tiên mình mua á. Đó, đó là cái điện thoại iPhone 6 64GB. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ á à, sao ta? Apple thì lại có à, mình mua cái điện thoại đó Là vậy là người ta mang tới cho mình tại vì lúc đó mình không có xe ha. Có một anh đó anh mang điện thoại tới cho mình, hợp sạc cáp ta nghe đầy đủ. Nhưng mà nó bị một cái lỗi đó là khi mà chụp hình lên chụp camera đó thì nó có một cái chấm đen trên cái màn hình nhưng mà reset máy làm tất cả các kiểu đều không hết hết mình biết rồi không phải mình biết lỗi hay mình biết sửa gì đó mà mình biết là nếu mình mua cái máy này mình cầm lên Apple Store thì Apple Store sẽ sẽ đổi cho mình cái máy mới mình biết là như vậy thì cái máy đó hình như là mình mua iPhone 6 64 4 ghi hồi xưa hình như mình nhớ là bảy trăm rưỡi đúng không 16 ghi là sáu trăm rưỡi nè ở cái bảy trăm rưỡi thêm thuế đâu còn khoảng 800 hay gì đó thì mình mua cái máy khoảng 500 500 502 gì đó cái mình điều ta xuống cả 500 501 gì mình quên rồi rồi xong đó cái mình mình mua cái máy đó xong cái mình cầm lên Apple mình đổ vào đây cái máy mới tại vì cái lỗi đó không phải là lỗi của mình mà cũng không phải là lỗi máy nhưng mà các bạn biết không kinh doanh điện thoại và mua bán điện thoại ở Mỹ á, nó đơn giản rất là nhiều so với lại ở Việt Nam các bạn biết tại sao không tại vì Mỹ xa Trung Quốc như vậy thôi ở Mỹ á, không hề có những cái máy dựng có Ok, có nhưng mà chỉ từ những cái lò ra thôi Chứ không có từ người dùng và người dùng Giống như mình nè, à. như mình nè, à. mình không biết sửa phần cứng Hoặc là những cái người mà mình biết á, thường thường người ta xài điện thoại hư rồi ta dục thôi Hoặc là không, ta muốn như vào bán lại thì thường là mấy cái máy đó người ta cũng chả mở ra Thì á, các bạn biết không, khi các bạn mở cái iPhone Ok, mình cái iPhone mình đang quay rồi Các bạn coi như chỉ cần nhìn hai cái đích thôi Đẹp Xung quanh á, viền các cái đều không bung lên Máy đẹp, là nhìn hai con ốc á tại vì mình nhìn quen rồi giờ nhìn vô cái biết là mình biết là cái máy đó đã mở ra hay chưa. Ở Mỹ thôi nha, mình không dám nói Việt Nam tại vì nghe nói ở Việt Nam thì máy bùa nhiều lắm, zin uh, lắm uh, nhưng mà ở Mỹ không ai rảnh. Không ai rảnh mà làm cái đó tại vì các bạn biết không? Cái giá trị điện thoại đó, nó chỉ bằng khoảng một tuần lương hai hoặc là 10 ngày lương của người ta. À. Người ta không rảnh đâu để mà người ta đi bưu một cái máy để người ta đi làm những cái chuyện đó mà Bill có một cái thì lừa được bao nhiêu người. Các bạn hiểu ý mình không? Đó bởi vì mới nói là xa Trung Quốc thì chắc là họ không có, không có mấy chuyện đó không Rồi Đó là cái mình mua mình mua điện thoại ha, mình mua bán điện thoại Thì từ cái này nó nhận ra cái kia thì mình thấy cái máy nào mà nó bị mở ốc đứt rồi á Thì mình, à, việc đầu tiên là mình làm biến mua rồi đó Thì thường á, mình khi mà mình gặp người ta, trước khi mình gặp người ta mình nhắn tin qua những cái app mà mua bán á Thì mình hỏi trước là cái máy này đã mở ra hay chưa, đã sửa chữa hay chưa, các kiểu thì mình mới bắt đầu là mình mới nếu mà nó, nó chắc chắn là máy này chưa mở và chưa sửa chữa thì mình mới đi coi nhưng mà lúc đó mình không có xe cho nên là người ta sẽ tới với mình ha rồi mình cứ nhìn hai ngóc đít mình xét dạy chức năng mình tại vì thường á bạn Apple thì nó một đổi một rồi mà Apple thì nó không có test giống như là không có test khó như bây giờ đó. hồi xưa Apple test dễ lắm mọi người xách cái máy lên ok chỉ cần mà nó nhìn thấy không có cấn ngớp gì hết không bể là được cấn chút xíu cũng được nhưng mà dạ hình mà bây giờ nó khó hơn nhiều rồi à, hai cái ốc đít nó khó trả hơn nhiều ốc đít luôn á nhiều khi nó chỉ nhìn thấy vậy là nó tết 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 tết, lui rồi bát cái phần mềm của Apple là nó được thôi không có gì hết. là nó, nó sẽ đổi mình mới mới ha rồi mình bắt đầu làm cái nghề điện thoại mua đi bán lại mua đi bán lại và xung quanh đó khi mình bắt đầu mình mới nghiên cứu về um, Unlock điện thoại thì unlock điện thoại thì hồi xưa á, thằng Verizon á là máy của nó bán ra là máy quốc tế sẵn ừ, mình nhớ may mắn là vậy à, sau cái đời đời năm là ba năm m trở đi á như là nó quốc tế sẵn đúng rồi 5 m trở đi á rồi mình chỉ có mấy nhà mạng lót giống như là AT&T nè, T-Mobile với Spring thôi Mà AT&T á, thì nó sẽ unlock free cho những cái máy hết hợp đồng Hồi xưa á, mình unlock free sướng lắm Cứ một con 10 đồng tới 20 đồng, mình lấy khách hàng á Mình đăng lên là mình làm sửa uh, unlock điện thoại vậy đó AT&T là cứ 10 đồng, 20 đồng, 10 đồng, 20 đồng Thì cái máy nào á, mà nó á, mình bỏ vô mà nó không báo là nợ cước thì chắc chắn là máy đó sẽ unlock được Không bị báo mất là chắc chắn sẽ unlock được Mình cứ lại lấy 10 đồng, 20 đồng thôi Rồi mình sau khi mình qua Mỹ được khoảng à, 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 gần 1 năm á, thì mình mới về Việt Nam Về Việt Nam đây là mình đi mua hai cái này các bạn biết này là gì không? Dạ, chắc các bạn nào mà làm về điện thoại chắc phải biết hai cái cục này ha tới giờ mình vẫn còn giữ nè hai cái máy này hai cái này là chạy samsung ok tại sao lúc đó hình như mình nhớ là samsung s 5 samsung s 6 thì phải à mình unlock điện thoại phải có hai cái này mới unlock được samsung ha thì một con mình lấy ba bốn chục đồng vậy đó nhưng mà ở mỹ các bạn biết không hay ở mỹ rất là khó mua bán điện thoại samsung à, nói chung là mua bán điện thoại phải để một điều là cái máy có hợp đồng hay không nếu mà cái máy đó có hợp đồng á thì khi mà người ta có quyền tao báo mất cái máy thì hai cái hộp hai cái này nè nó sẽ giúp cho mình là sửa biến cái máy bị ăn cắp bị báo mất hoặc là những cái máy mà bán xong mà chơi kiểu mà mất dạy á gọi mình gọi là mất dạy á có nghĩa là ký hợp đồng với nhà mạng mang cái máy đem bán bán xong rồi quay lại nhà bạn nói là tao bị mất đó thì cái máy kia là chắc chắn là nó nằm trong gọi là bị blacklist ấy, ở bên mỹ á thì samsung là phải cần hai cái hộp này mới mở ra mới mở ra được từ S6 lên tới S7 S7 mình không nhớ S7 còn làm được không mình chỉ biết là s S3, S4, S5, S6 là đều xài cái này ha nhưng mà còn S7 ở đây thì mình hết làm rồi mình nhớ như là từ S7 cho tới vì tới bây giờ như vẫn còn làm được nhưng mà phải làm bằng cách khác rồi nó tinh vi phức tạp hơn nhiều ha tại mình bỏ cái nghề này cũng lâu rồi không phải là nói bỏ thì không phải bỏ mình vẫn muốn coi như mình có nhu cầu thì mình vẫn đi mua bán thôi nhưng mà về ba cái unlock này thì mình không có làm nữa, ha rồi à, xong rồi cái mình unlock unlock điện thoại ha rồi xong rồi cái mình là mình những cái máy nào mà người ta mà, mà bị mua mua rẻ lắm mọi người, mấy máy bị báo mất ấy, ở đây mình không mình không phải là mình mua đồ ăn cắp nha nhưng mà mình mua những cái máy Mỹ như là người ta mua xong là máy không có password không có gì hết nhưng mà cái máy nó không sử dụng không nghe gọi được ở Mỹ nữa đó thì mình mua vậy những cái máy đó hồi xưa mình nhớ lúc mà thời ra s s sáu mà nó tầm khoảng ba bốn bốn năm trăm con á thì mấy cái máy mà nó bị blacklist gì đó mua có một trăm trăm rưỡi à là người ta bán rồi tại vì người ta mua sao cầm cái đó cũng không làm được gì được các bạn hiểu không cho là người ta bán thôi đó mình mua mua bán rồi cái từ từ cái mình mới tích được số tiền các bạn các bạn là du học hay các bạn định cư ở mỹ thì mình chỉ muốn mình không muốn điều có mắc thợ hay mình chỉ muốn chia sẻ cho những người mà mới qua thôi. Thì các bạn nên có nên làm nhiều việc hơn bình thường một chút xíu. Như mình hồi xưa đó là mình vừa à mình có thể mình vừa làm điện thoại nè, mua điện thoại, bán điện thoại nè. À điện thoại nè. À, chạy bàn phục vụ nè. Rửa chén nè. Rồi à, làm neo nữa. À, mình làm tầm lum hết, mình làm rất là nhiều ha. Như các bạn biết không, hồi xưa khi mà mới qua mỹ á, các bạn phải biết tiết kiệm. À, à, hồi xưa lúc mà mới qua mình mới qua mỹ các bạn, à, mình à, mình khoảng à, 4 năm tháng thôi, bốn năm tháng thôi là mình đã có tiền mình mua xe, mình có mình có dư nhiều rồi. Nhưng mà mình à, mình không mua xe mọi người, mọi người biết tại sao? Tại vì khi các bạn mua một chiếc xe đó, các bạn sẽ phải tốn tiền xăng, xăng coi như không có bao nhiêu đi đi nhiêu trả nhiêu đi, bảo hiểm tiền này nọ kia nhiều lắm phát sinh nhiều lắm nhưng mà lúc đó mình mình không mình chấp nhận mình đi xe bus mọi người tại vì tại vì hồi xưa mình lúc mà mình đi học đó, thì mình đi xe bus là khoảng như cái vé xe bus đó là một tháng là sáu chục hay sao á các bạn biết không cái này mình nói mình chia sẻ thôi ha hồi xưa là sáng 8 giờ 7 giờ 45 mình dậy 7 giờ rưỡi 7 giờ 45 mình dậy 8 giờ là mình phải đi bộ ra cái chiếc cái chạm xe buýt gần gần nhà mình, không? rồi mình lên xe buýt, mình đi ra chạm xe điện, mình đi chạy đi, từ đi từ chạm xe điện đó tới chạm xe điện trung tâm à, thành phố, từ chạm xe điện trung tâm đó mình bắt một chiếc xe buýt mình đi tới chỗ học, sau đó mình tới trưa tới chiều khoảng hai giờ một mấy hai giờ, mình bắt một chiếc xe bus, từ đó về lại trung tâm, à, bến xe điện trung tâm từ bến xe trung tâm đó mình không đi xe điện mà mình đi xe bus tiếp mình sẽ bắt một chiếc xe bus khác đi tới chỗ làm sau đó nha tới khoảng 5 giờ mấy năm mấy chiều mình bắt một chuyến xe bus từ cái chỗ mà mình đã làm mà mình bắt mình đi về Chạm xe điện trung tâm sau đó mình mới lên xe điện về cái chạm xe điện gần nhà rồi sau đó mới lên xe bus về nhà nói chung là một ngày của mình mình đi xe điện và xe bus nó tầm khoảng 2 tiếng rưỡi mọi người nó, nó, mất thời gian của mình hai tiếng rưỡi nhưng mà các bạn biết không lúc đó mình nghĩ vậy nè lúc đó mình nghĩ là thật sự là hai tiếng rưỡi này á mình kiếm không có được hai chục đồng cho nên là mình quyết định là mình à, mình xe hai chục đồng mà để mình đi xe điện như xe bus với lại nó kết cũng, nó cũng kết hợp với đi bộ nữa nói chung là nó bởi vậy mình tiết kiệm được rất là nhiều ha nhưng mà sau này thì mình khi mình mua qua tiểu bang khác thì mình bắt buộc phải có xe tại vì tiểu bang đó không có không có không có xe điện cho mình ha rồi đó là một cái công việc là điện thoại một cái business ha cái business thứ hai là cái business uh, mua bán uh, mà đi uh, đi đi làm thêm á Nông chạy đi làm thêm phải đâu mình gọi là kinh doanh đó giống như là các bạn biết không mà xưa là mình đi mua bán trứng gà có nghĩa là sao tại vì mình biết một cái nông trại cách đây khoảng cách nhà mình hiện tại khoảng một tiếng hơn thì ở đó người ta bán trứng gà rẻ to mà ở cái nịch nữa mà họ bán rẻ họ bán hồi xưa như là một thùng một thùng 100 trứng mà như là chỉ có um, chỉ có 5 đồng hay 10 đồng gì đó mình quên rồi 100 trứng nha các bạn như là một trăm trứng đúng rồi khoảng 5 đồng 5 đồng trăm trứng trứng gà vàng bự như này nó mà ra nông trại mới có thì các bạn có thể tham khảo là mình mà hồi xưa mình hay bán là bán cho những cái chị ở uh, tiệm neo á mình hay gõ vô mấy cái tiệm neo á rồi bắt đầu mình uh, mình mời người ta thì người ta mở ra thấy trứng gà trứng gà đẹp uh, trứng gà vàng ở thì người ta mua thôi rẻ người ta mua thôi hình như là mình bán tại vì mình lời cũng có lời hồi xưa cái chiếc xe của mình đi là chiếc SUV ha thì mình chứa một lần được 30 thùng thì một chuyến vậy nếu mình bán hết thì mình lời được khoảng 300 thì mình lời khoảng 10 đồng một thùng trừ chi phí này nọ hết thì chắc cũng phải lời được khoảng hai trăm rưỡi nếu bán hết nha nếu bán hết ha rồi à, sau đó thì khi mà qua một cái qua tiểu bang mới á, thì mình à, mình tiếp tục cũng tiếp tục vừa làm neo qua tiểu bang mới thì mình lấy bằng neo mình có bằng neo rồi thì mình đi làm mình làm bằng neo mình là mình vừa đi học vừa làm neo vừa kết hợp làm điện thoại bán trứng gà làm tùm lum hết Đúng không à, rồi à... bởi vậy các bạn phải luôn ghi nhớ một điều ha ở mỹ người ta không ta quy định du học sinh không được đi làm nhưng họ không có quy định là du học sinh không được kiếm tiền cái này phải là mình lách luật mà là cái vấn đề đây là các bạn phải hiểu là các bạn có quyền kiếm tiền nhưng mà nó khác với cái chuyện là các bạn đi làm ok đó. À, các bạn phải hiểu được cái vấn đề đó người ta không cấm các bạn kiếm tiền nha ok rồi thì các bạn có thể kiếm bằng cách này hoặc cách khác nhưng mà làm business cho bản thân rồi sau này cái mình làm nail nè làm nail thì bây giờ như các bạn thấy công việc hiện còn bây giờ công việc hiện tại của mình là mình hiện tại đang là một mình làm nail full time và làm trader full time thì à, sau các đợt dịch covid vừa à, rồi hồi tháng ba năm rồi thì mình hiện tại mình đang nghiên cứu về cái lĩnh vực à, cổ phiếu mỹ ha thì hiện tại mình cũng đang trade stock à, mà cũng rất mừng là từ khi chơi tới giờ thì mình cũng lời được khoảng năm à, con số à, mặc dù không nhiều nhưng mà tại vì mình cũng đang à, vừa học vừa là coi như là vừa học vừa, vừa làm thôi vừa kinh vừa, um, thì hôm nào nếu mà có dịp thì à, để coi mình à, mình có thể review những cái lệnh của mình hoặc là mình làm dạy cái video về stock về những cái hiểu biết của mình về cổ phiếu Mỹ cho các bạn xem nhưng mà cái đó là gì tương lai ha thì ok thì cái video của mình á hôm nay chắc 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 mình xin kết thúc ở đây ha thì mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là hả các bạn nên có nhiều công việc để làm ha như các bạn mới như các bạn mới mới là du học sinh hoặc là à, mới định cư ở Mỹ thì các bạn biết là chi phí ở Mỹ á, mà nói với một người định cư thì à, gọi là nhiều đi thì so với người du học sinh á, thì còn phải gọi là rất 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 là nhiều là tại vì sao các bạn phải đóng tiền học nữa mà tiền học dành cho một người du học sinh á, phải mắc gấp mấy lần người bán điện mình còn nhớ mà mình còn nhớ đâu cái lần cái trường cái lớp cái, cái trường đầu tiên mình đóng tiền là khoảng khoảng hai ngàn năm trăm một tháng 500 một tháng học từ 9 giờ rưỡi học từ 9 giờ cho tới 1 giờ rưỡi mọi người 500 một tháng đó thì sau cái giờ đó là mình đi phục vụ đi bưng bê đi rửa chén rồi đi anh uh, lóc điện thoại đi mua bán điện thoại đi tùm lum tà la hết á xong cả bây giờ là khi mà bây giờ nè hiện tại mình bây giờ nè nhìn lại những cái chuyện đã qua mình thấy ồ oh, công nhận đúng thì ở mỹ nó không hề đơn giản nhưng mà nó nó có rất là nhiều gọi là cái quyền lợi khi mà mình ở Mỹ các bạn biết không à không. các bạn thấy đây này cái, này cái này cái này máy này mình cũng săn được nè máy này là máy dắt sữa nè đó, mình săn nhiều thứ đồ lắm mình là à còn đi săn đồ nữa đó thì cái săn đồ này nó thì mình bắt đầu nó từ năm à, mình bắt đầu nó từ năm 2017 mọi người 2017 qua wow. bé đang khóc rồi Ok các bạn biết không mình bắt đầu từ năm 2017 nó là cái việc săn đồ là cái việc mang cho mình nhiều income nhất mình nhấn mạnh nha nhiều income nhất trong tất cả các công việc của mình và hiện tại là mình đang bớt săn đồ lại là tại vì mình đang tập trung qua cái chuyện là uh, nghiên cứu về stock uh, về cổ phiếu ha Chứ cái việc mà mang lại cho mình nhiều thu nhập nhất là việc săn đồ ha Như hôm nay thì nãy mình cũng có săn được mấy thứ um, Mình cũng mới săn được mấy cái uh, uh, Gì ta? Đồ ảnh răng Orbi á Đó Ở Mỹ á Các bạn biết không? Người Mỹ á Người ta không có Ta không có Đa phần nhưng mà nói đa phần ha Giống như hồi xưa đi uh, Khi mà mình unlock cái điện thoại AT&T á Thật sự đó là một cái mình chỉ cần lên web nhập cái số email number vô bỏ email của mình vô rồi nó gửi cho mình biết là anh được hay không được thì nó cho luôn còn không được thì thôi đó vậy thôi đó mà rất rất mình nói rất 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 là nhiều người mỹ người ta không biết ở thời điểm đó thôi nha chứ phải là bây giờ bây giờ mình cũng chả biết nữa tại vì cái tiểu bang mình sống thì người ta mình có cảm giác là ở đây người ta maranh hơn đó. rồi cho nên là mỗi tiểu bang nó sẽ có những cái đặc tính nó khác nhau ha ok thì bây giờ các bạn có một cái câu hỏi gì đó về một về nước Mỹ như thế nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới ha Thì các bạn muốn làm video về một cái vấn đề gì đó mà nếu mà mình biết Thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn thôi Tại vì à cái mục đích của cái channel của mình là chỉ muốn give away thôi mình Thật sự là mình không có mong được kiếm tiền luôn gì từ YouTube này hết á Mình hy vọng là cái video của mình sẽ giúp cho những cái bạn nào mà mới qua Mỹ ha Hoặc là đang bị gọi là bế tắc trong cái cuộc sống hiện tại mình hy vọng là mình sẽ mang đến các bạn nhiều động lực để mà các bạn có thể kiếp người non ha ok rồi xin chào mọi người ha giờ mình tiếp tục làm à, hoàn thành cái à, hết đất của mình đây ồ nhắc kia ra hết đất này mình mới nhớ này chia sẻ ngoài lời xíu bạn à, biết không lúc đầu á đúng là người ta nói hay thì à bây giờ mình có thể hết à, được à, lần đầu khởi động 10 rồi sau đó 20 20 20 20 mình có thể đã hết khoảng 100 cái trong một buổi tập của mình điều mà mình cách đây một tháng mình không bao giờ làm được cách đây một tháng kêu mình 5 cái mình không được á các bạn tin không còn bây giờ hả mình vô là mình khởi động 10 cái sau đó hai chục hai chục hai chục hai chục làm đều luôn á ok video cũng dài rồi rồi thank you mọi người ha hẹn mọi người gặp mọi người ở video sau